À vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thắng Vlog. Ngày hôm nay em cũng nói về câu chuyện của bà Loan. Như là cô chú anh chị và các bạn cũng biết, thời gian qua cũng biết là câu chuyện của bà Loan như nào và ra sao, đúng không ạ? À, sau đây với mẹ con cô Lan Nịch, sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng em nghe chị Hồng chia sẻ về câu chuyện của bà Loan. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ạ. Cái câu chuyện của cô Loan ở Phú Thọ thì thực ra như này này mọi người. Những cái người mà hiện nay đang ngồi trên cái đống lửa ấy mọi người, khổ giật lắm. Giật cái tung lên ha. Ôi trời ơi là trời, cái anh niệm mà Bùi kia ơi, em cũng đã nhận ra anh là ai rồi đó. Em biết anh là ai rồi đấy anh nhé. Ôi giời ơi, đồng bọn à, em bảo anh này, để cho gia đình nhà người ta tự giải quyết. Em nói thật với anh, em thề với anh chứ gớm, sao lúc đầu ứ nói câu đấy đi ha, sao lúc đầu ứ nói đi, bây giờ biết rằng là gì, ủ tờ đến nơi rồi lại bảo rằng là thôi thì để cho gia đình nhà người ta giải quyết. Anh nói tào lao, trong đó có anh đúng không, anh cũng có coi như là thò một cánh tay lông lá vào đúng không hả anh. Anh ấy bảo như này này mọi người nên để cho gia đình nhà người ta giải tự giải quyết, không nên xía vào làm tan nát gia đình nhà người ta. Ôi trời ơi là giời ha. Họ có ý hòa giải nội bộ là tốt ơi là tốt. Giữ được hòa khí gia đình, con cháu mới là tài sản vô giá. Dạ ớm anh ơi, em lạy anh gớm. Chưa ra được khôn ngoan ấy thì ra cửa quan thì sẽ khắc biết nhé. Mình có khôn đến mấy thì khôn, chứ khôn là phải khôn thế nào chứ, ai lại khôn lỏi như vậy, mà khôn nào lại khôn mạt như vậy, khôn khôn hết cái phần người khác gớm, lại khôn đến nỗi mà lại muốn mang nhà người ta về để xây cái tòa lẹt của nhà mình là làm thao hả anh. Em bảo anh này, anh ơi anh, em hỏi anh một câu khí không phải chứ, trong cái đội nhóm của Bóc Lịch ấy, sao mà phải đi tận đến coi như là nhờ cả luật sư để luật sư tư vấn rằng là tôi, anh có lỡ dại, anh có ABC CLM. Thế mà bây giờ sự việc gần như là nó cũng đang được mở toang ra rồi. Thế thì bây giờ chú làm luật sư, chú tư vấn giúp anh với. Chứ cái việc này đau đầu quá, mấy tháng nay rồi anh đau đầu kinh khủng. Ai ngờ đâu mọi người ơi, cô dì chú bác ơi, hỏi đâu chả hỏi, tư vấn đâu chả tư vấn. Tư vấn luật sư, người cái người làm luật sư đấy lại là em của Hồng mới đau chứ. Ôi trời ơi là trời, ôi lời ơi, nó chạy đâu cho tắt nắng à các người. Còn hòa giải á, bây giờ sao lại phải hòa giải nhỉ? Hả anh Bùi Niệm kia, lại một phút lại mặc niệm anh rồi. Anh ra đi thanh thản anh nhé. Nhớ anh, em hỏi anh một câu khí không phải là tại sao bây giờ lại phải hòa giải, để cho gia đình nhà người ta hòa giải là như nào hả anh? Em hỏi anh một câu chứ, anh cho em được biết được không anh? Hả anh, tại sao mà phải hòa giải, trong khi đó một người mẹ cả cuộc đời làm ra được một cái khối tài sản như vậy mà bây giờ cuối cùng phải ra đầu đường để nằm, và một cái người con dâu ở đâu ở đâu đặt chân về nhà người ta làm dâu ha, rồi bây giờ lấy sạch sành xanh của người ta, lấy không còn một cái gì, mà bây giờ bảo rằng là hòa giải, là hòa giải thế nào hả anh? Mà em hỏi anh một câu khí không phải chứ, anh hỏi lại đồng bọn của anh đi ha, anh hỏi lại những cái người đấy đi, là thế hôm mùng 8 Tết vừa rồi thế em làm giỗ bố chồng em có làm không hả? Đó cũng là đang ở trên chính cái ngôi nhà đó ha, cũng là tài sản xương máu của ông cụ đó ha, có làm không hả? Mà anh bảo rằng bây giờ mọi người để cho gia đình nhà người ta tự giải quyết đi, không nên xía vào làm tan nát gia đình người ta. Họ có ý hòa giải nội bộ là tốt, giữ được hòa khí gia đình, con cháu mới là tài sản vô giá. Ôi trời ơi, con sáu cháu tài là tài sản vô giá. Thế không nghĩ rằng là tự nhiên mà có con cháu xuất hiện ở trên cái trần đời này, không có bà Loan thì lấy đâu ra con cháu hả? Không có bà Loan thì lấy đâu ra mà có quả chồng cho coi như là lịch xài lịch chơi bây giờ hả?
Thế tự nhiên nữ, tự nhiên cái anh Quyết, cái anh độn thổ anh chui lên à? Hả? Khi mà đã nghĩ đến con cháu là tài sản vô giá ấy, thì phải nghĩ rằng là gì? Cái người sinh ra những cái người con đấy là phải được bảo vệ, mà dùng phải dùng cái từ là phải được, phải đưa vào sách đỏ để được bảo tồn mới đúng mấy anh ạ. À, anh hiểu không? Chứ vô giá đó là cái gì? Có tiền rồi là mua được hết à, giá nào cũng mua được à, anh hiểu không? Còn những người như cô Loan ấy bây giờ là phải được bảo vệ và phải được coi như là trông nom đến nơi đến chốn. Hiểu không? Không có cô lấy đâu ra Quyết, mà không có Quyết thì lấy đâu ra coi như là cái chị kia bây giờ có đồ mà xài, mẹ sản xuất được ra 2 đứa con. Hả anh? Gớm quá cơ. Anh là cái giống gì mà em chả biết được là anh là anh hiện nay anh đang là cái giống gì nữa. Gớm khổ thân anh quá cơ. Anh bây giờ chắc là ngồi cũng chả yên đâu. Hội nhóm đấy bây giờ ngồi không yên mọi người. Kim chích nó đâm rồi mọi người. Ngồi không yên đâu, khổ thân, lại bảo rằng là mấy tháng nay đau cả đầu ra. Gớm khổ quá cơ, có được cái gì đâu, chỉ đi giúp thôi. Cũng nghĩ rằng là thôi thì giúp đỡ người ta để cho nó xong xuôi công việc, mình cũng không muốn gây khó dễ làm gì. Có thể thế không? Hả? Đời này không ai giúp không ai cái gì đâu. Nếu như mà phải đi làm bất cứ một cái việc gì, chả ai tên là giúp không đâu. Hiếm lắm, hiếm lắm luôn ấy. Ha, gớm quá cơ. Anh em lạy anh. Mà sao anh đi, anh bao nhiêu công lao anh đi học, anh đi hành để ngồi, anh ngồi được cái ghế như thế này, anh ngồi được như thế này, mà anh lại đi làm việc những cái việc tào lao chi khương, mà anh lại bảo anh đi anh giúp. Anh giúp thế là anh đi anh hại người, chứ anh giúp gì? Hử? Mà anh bảo anh đi anh giúp. Gớm quá cơ mọi người ạ. Gớm đi nhờ luật sư. Ừ, trời 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 trời. Bây giờ bầy đàn đó là đang là mỗi người một ngả rồi. Bây giờ có hòa giải hay là có gì đi chăng nữa thì cũng không có ai tên là họ Hòa ở đây cả. Nghe chưa? Nó không ai tên là họ Hòa ở đây đâu. Nghe rõ gì chưa? Mà ở đây là sẽ có cái họ là công lý sẽ đến với các người, chứ không có ai tên là họ Hòa ở đây cả. Các người làm những cái việc mà dùng, tôi phải dùng cái từ là đó là táng tận với lương tâm. Ok, bằng lòng đúng là mình là người giúp dân, đúng không? Nhưng mình phải làm cho nó đúng, chứ mình đừng biết nghĩ rằng là sai mà mình vẫn làm là hoàn toàn không được. Còn đối với quay ngược lại lương tâm của cái người con dâu kia, mọi người khi phải nhìn thấy cái giấy tờ đấy thì mọi người đã đủ biết rằng là không thể được. Như này là sai rồi, sai hoàn toàn rồi ha. Và khi xảy ra cái sự việc như vậy, tôi cũng được biết là mọi người cũng rất là cố gắng để mọi người muốn cho cái sự việc nó được êm đẹp, là mọi người cũng đã từng trao đổi rất nhiều lần với cái nàng dâu này rồi. Nhưng cái nàng dâu này nhất khoát không đồng ý. Nàng dâu này cố đấm ăn xôi và muốn ăn cả, cuối cùng đâu không nuốt được nổi mọi người. Nghẹn, 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 nghẹn. Khổ. Chứ không phải là mọi người không có. Nhưng ở đây muốn nói lên là gì? Nếu như ngay cái lúc đấy mọi người dứt khoát, mọi người dứt điểm nha, mọi người dứt khoát và mọi người dứt điểm, thì chắc hẳn rằng là đâu đó bây giờ cũng đâu đến lượt mọi người phải coi như là xuất đầu lộ diện đâu ha. Không. Nhưng mọi người lúc đấy còn phải đang giữ cái kẽ cho mình, còn phải giữ một cái cánh cửa cho mình. Đâm ra là tự cứ hội mới trả họp mà khổ thân. Em nghe cái anh mà mua đất thì khổ thân quá cơ. Cớm ngày nào cũng có một cái xe ô tô đến, coi như là lúc nào mà đi hội họp với mọi người là cứ hớt hải đi, xong rồi là nhảy lên xe có người đón đi cái là cứ hớt hải đi. Ây da, khổ khổ thân chưa. Tự nhiên đang làm chủ của 2 tỷ 7, chả muốn chả muốn, lại coi như là muốn là coi như là chạy. Cớm cứ dựng tóc gáy lên chạy mọi người ạ. Cớm em nhìn thấy ở trên xe còn có một cô nữa, cô ngồi bên cạnh. Đúng không? Gớm cô đón đi là gớm đi nhanh lắm, tóc cứ dựng lên để chạy. Khổ thân. Nếu như các người muốn cái sự việc này nó tốt đẹp thì ngay từ đầu là phải dứt khoát để cho cô Loan cô có nơi cô sống ha, để cho một người phụ nữ như cô Loan ăn một cái Tết của một năm 2024 phải ở ngoài đường.
thì nó quả là một sự rất là chua xót, rất là đau đớn luôn. Thà rằng cô Loan cố là một người vô gia cư, cô không cửa không nhà thì mình không nói làm gì. Nhưng đây cô có một cái tài sản nó rất là lớn, chứ không phải là cô không có gì nha. Mà cô ấy còn phải chịu đựng cái cảnh coi như là đón một cái xuân ngoài đường. Đấy là cô còn có tài sản. Nếu như cô không có tài sản mà cô ở nhờ của con dâu hay của con trai, cái tài sản đó của những cái người con đó thật sự mà làm ra, thì cô Loan cô còn chịu cay đắng hơn thế nào nữa đây, đúng không hả mọi người? Thế nên là em nói với các hội nhóm đấy như này này, em biết các anh các chị á có xem kênh của em đấy, nhưng em nói cho các anh các chị nghe như này này, cùng là một con người với nhau ha, sai thì nó cũng đã sai rồi, mà khi đã làm sai rồi thì mình phải chịu anh nhá. Chứ đừng có biết nghĩ rằng là mình làm sai rồi bây giờ mình cả vú, mình lấp miệng em đi, mình gạt bỏ đi, mình chà đạp lên những cái con người tử tế nhân văn với người phụ nữ như cô Loan như vậy, đáng tuổi cha tuổi mẹ của các anh đấy, các anh các chị đó, mà các anh các chị lại đang tâm đành đoạn bắt tay với người ta để coi như hại cái người phụ nữ như cô Loan, không đáng. Cái đồng tiền đó không biết là nó có tiêu được lâu không, nhưng tôi nghĩ rằng là nó cũng tiêu nhanh lắm, nó tiêu rồi cũng hết. Nhưng mà cái lương tâm của các anh các chị tôi nghĩ rằng là sẽ không bao giờ hết được. Các anh các chị còn phải chịu đựng cái sự dày vò này còn lâu, nghe chưa? Mà rồi không cẩn thận ấy, các con các anh chị ấy, là phải trả giá đấy nhá. Các anh con của các anh các chị, ví dụ như sau này các anh các chị mà tới đây á ủ tờ ấy ha, là con các anh các chị chịu đấy chứ ai chịu, đúng không? Thế nên là gì? Đồng tiền nó có gai có cạnh đấy. Ăn nào thì ăn, uống nào thì uống, khổ lắm. Rồi lại để đến con mình ấy, nó phải chịu đựng thì khổ thân nó quá. Gớm. Trời ơi. Đi hỏi luật sư để tư vấn. Về tình hình nó là như vậy. Rối rém cả lên rồi, rất là đau đầu và rất là buồn. Chán vô cùng. Ôi dồi ôi, chán bằng, có bằng chán ông Lê Linh không? Buồn có mà buồn bằng coi như là đi vào trong toilet không? Cái lúc mà cầm tiền thì cười ha ha ha. Cầm tiền sướng. Về cầm tiền về đặt tay cái tẹt vào tay vợ, đặt tẹt vào tay chồng. Gớp, lúc đấy thì lại hỉ hạ, gớp sướng lắm cơ. Bây giờ thì bị móc họng thì lại coi như là bảo rằng là buồn. Buồn quá cơ, buồn ghê lắm. Em nói như thế này này để cho các anh các chị biết như này này. Cô Loan có chịu đựng từng đó thời gian, thì trong từng đó thời gian các anh các chị cười hỉ hả, các anh các chị coi như là sung sướng. Bây giờ các anh các chị có một tí thôi mà các anh các chị đã dãy dòi lên như vậy rồi, các anh các chị dãy đùng đùng lên như thế rồi, thì gớm, các anh các chị làm tháo mà coi như là tha thứ cho các anh các chị được. Mà là bây giờ lại bảo rằng là mọi người để cho gia đình nhà người ta tự giải quyết, không nên xía vào làm tan nát gia đình nhà người ta. Gia đình nhà bà Loan tan nát do các anh các chị làm tan nát từ lâu rồi. Các anh các chị làm cho gia đình của cô Loan tan nát từ lâu rồi, chứ không phải không. Mà cái chính các anh các chị là một người tiếp tay để đẩy cô Loan ra ngoài đường ở từ lâu rồi, chứ đâu có phải từ đến bây giờ đâu ha. Ngay từ đầu nói câu này á thì ngon rồi nha. Cái lúc đấy bảo là thôi thì gửi lại cho cô ấy mấy chục mét, ít nhất thì cũng gửi lại cho cô coi như là 50-60 mét để cho cô ấy dựng cho cô ấy căn nhà lên để cô ấy ở, rồi cô ấy thờ phụng, rồi cô ấy làm gì làm, thế là thôi xong xuôi công việc ha. Không, cái nàng dâu này nhất khoát là không 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 là không. Thế thì bây giờ khi mà ra đến công đường rồi ấy, bao công xử án rồi ấy, thì lại sợ run đành đạch ra, dẫy đành đạch ra. Xong rồi bây giờ lại đi van xin các anh ơi, các anh ơi, các chị ơi, thôi thì bây giờ làm cách nào để cho em coi như là hòa giải với bà, để cho coi như là bà muốn bà thích như nào thì thôi thì để đàm phán lại cùng với bà, để cho coi như là cho nó thỏa thuận, để cho nó xong đi, không đưa nhau đi nữa. Em mệt mỏi lắm rồi, thôi bây giờ thì giải quyết như vậy. Gớm các chị,
chị ơi chị lúc đầu thì chị cứ muốn chị đòi làm gì chị làm, bây giờ xong rồi chị lại thích gì người ta phải chiều chị ư? Ôi chị có nhầm không, cái công đường này mở ra để cho một mình chị coi như là điều khiển ư? Hả chị nàng dâu kia, chị thích thì chị chơi đến cùng, đến khi chị không thích thì chị lại bảo rằng là để cho em tự giải quyết gớm. Cái công đường này lập ra là để cho một mình chị xài, một mình chị sai ư? Hả chị con dâu kia. Còn cô Loan ấy, cuộc đời của cô ấy cống hiến cho cái gia đình đó, cô ấy làm lụng vất vả ra, ăn chả dám ăn, tiêu chả dám tiêu, để coi như cho chị về nhà người ta, chị ẹ ở nhà người ta. Bây giờ chị nhón hai ngón chị mang sạch về nhà chị, gớm quá cơ. Chị mang coi như là tài sản nhà cửa của người ta để chị mang về nhà chị xây cái như coi như cái toilet thế à, chị dâu kia. Chị còn nhớ không mà chị, gớm trần trần đời là ai oán, tôi chưa gặp cái quả con dâu nào. Tôi còn nhớ là hàng xóm láng giềng ở cái xã Đỗ Xuyên còn bảo rằng là chị còn nhờ người để xin việc cho cô Loan đi lên tận Hà Nội để đi làm ô xin, để kiếm cho bà đi lên đấy bà làm tháng 3-4-5 triệu cũng được. Úi dồi ôi, chị đẩy cô Loan ra khỏi cái nhà đấy bằng mọi hình thức, bằng mọi cách. Thế là cô Loan cô mới không đồng ý cô đi làm. Vì thực ra như này này mọi người, đi làm để mà cầm được cái đồng tiền của người ta ấy, đâu có phải đơn giản. Cô Loan cũng phải biết cái sức khỏe của cô ấy chứ mọi người. Cô xác định cô đi làm, cô phải có làm được không? Cô không làm được nên là cô không đi. Thế mà rồi cuối cùng chị ý cũng coi như là ra, chị đá thúng vào để chị đụng lia ha. Chị dằn vặt là không đi làm thì lấy gì mà ăn, cứ ở nhà như thế này. Ôi dồi ôi, cô vẫn đi làm đấy. Nhưng mà cô biết sức lao động của cô ý, đó là ở đấy ai thuê cô đi nhổ cỏ, cô đi cô nhổ cỏ. Ngày 100.000 cô có đồng ra đồng vào, cô mua con tép, con cá kho, cô ấy ăn. Chứ cô cũng có đâu có nhờ, có vả, có ngửa tay xin chị ý đâu. Gớm. Rồi cô lại dành dụm ở trong xóm, trong làng có đám cười, đám khóc, là cô ấy cũng tự đi đấy chứ, đúng không? Mà cái cô con dâu này muốn là gì? Cô Loan phải đi khỏi cái nhà đó cho khuất mắt trông coi, đi lên Hà Nội mà làm ô xin. Đó, mọi người có thấy kinh khủng không? Ôi giời ơi, một đời coi như là kiếm củi về để xây, để dựng, để căn nhà, để cho nó ấm lửa. Cuối cùng đến tuổi già sức yếu rồi thì con lại đẩy mình đi ra đường. Ôi giời ơi là giời. Đó. Thế mà cái anh Bùi Niệm này, anh nghĩ như đúng rồi, anh như thật. Không biết cái anh Bùi Niệm này, anh có cha có mẹ không ư? Anh có vợ có con không ư? Mà em thấy rằng anh có hai cái nick, một cái nick là Bùi Văn Niệm và một cái nick là Bùi Niệm. Cứ anh cứ ẩn mới hiện, sợ anh quá cơ. Anh tưởng anh vào anh comment như vậy là để cho cộng đồng mạng nhìn vào cái comment của anh để theo chiều hướng của anh ư? Thôi xin lỗi anh chứ mạn phép. Anh càng vào đây anh càng công kích chúng tôi bao nhiêu ấy, thì chúng tôi càng thấy cái bộ mặt của coi như là bọn anh ấy xảo trá, ăn không được, coi như là đạp đổ không được, bây giờ lại muốn coi như là hàn gắn tình cảm mẹ con bền vững ngư. Anh ơi anh xưa rồi anh ơi, em bảo anh này, cha mẹ của anh ấy, thằng cha con gái mẹ của anh còn hiện hữu trên cuộc đời này không à Niệm Bùi? Hay là cha mẹ anh đã đi ra cánh đồng rồi nên là bây giờ anh cô độc một mình hả anh Niệm Bùi? Hả? Gớm quá cơ. Gia đình nhà người ta tan nát rồi, giá tài sản con cháu mới là vô giá. Đúng, con cháu nó là vô giá. Chính vì vậy mà cô Loan cô mới có bao nhiêu tài sản, cô mới cho hết con và cháu, cô ấy không giữ. Cái điều quan trọng là gì? Mình làm ra tiền chứ tiền nó không bao giờ nó làm được ra mình. Nên là cô ấy mới cho hết con cho cháu. Cuối cùng đâu con mới cháu ăn xong giọng của cô ấy xong lại quay ra coi như là hắt hủi, coi như là ruồng rẫy cô ấy. Thì thử hỏi rằng Niệm Bùi rằng nhà, những cái người con này và những cái người cháu này còn cần không ta? Thà nuôi con vật còn hơn, chứ nuôi con cái con này thì thôi khỏi nuôi đi cho nó lành. Ha. Gớm quá cơ, Niệm Bùi nói như đúng rồi ấy. Họ có ý hòa giải nội bộ là tốt,
sao không tốt ngay từ đầu như vậy đi, mà để đến cái cơ sự như ngày hôm nay kéo dài thời gian như này, cơ cực như này rồi, bây giờ mới biết rằng là mình sắp sửa coi như là đi ủ tờ một bầy thì lại xin hòa giải thế vậy. Gớm khôn quá cơ, khôn vừa thôi còn để khôn người khác, người ta khôn với chứ, sao lại khôn hết phần của chó thế vậy à giời. Hà Niệm bối, làm nào làm nghe, tới đây một bầy ủ tờ. Còn nhờ luật sư người ta cười khỉnh, người ta bảo thưa thế thì khổ, thế thì khó rồi. Quan trọng bây giờ ấy, đấy là luật sư người ta tư vấn ngược lại, người ta khó rồi. Thế này á, thế này thì phải cần phải cái người con dâu kia rồi, xuống nước thôi thì may cho còn được. Chứ còn không thì để coi như là ra đến kia rồi ấy, thì ứ giời ơi là giời, không được đâu. Tôi chỉ biết vậy thôi, tôi biết thế nào. Tôi bật mí lên cho cô dì chú bác biết tí. Em buồn cười lắm. Một bầy bây giờ hội nhóm, trong đó có con dâu của cô Loan, gớm khổ thân. Kinh quá luôn. Trời ơi, cố lên nhé. Tới đây ủ tờ, xong rồi trước khi mà ủ tờ ấy, thì bảo coi như là mẹ đẻ của mình ấy. Mẹ ơi mẹ, con phải đi xa một thời gian mẹ à. Mẹ có thể sang bên nhà bên này, mẹ có thể dỡ những cái cánh cửa, mẹ có thể mang những viên gạch về cho con được không à mẹ? Mẹ sẽ trả lời lại cho con rằng quán đấy con, mẹ coi như là nhụt lắm, mẹ nhụt vô cùng, mẹ không dám sang đâu con ơi. Thôi thì mẹ xin con cứ lên đường bình an con nhé. Mà khi nào mà con mà về, chắc gì mẹ đã còn hiện hữu trên cuộc đời này hả con. Đi nhé con nhé. Ơi rồi ôi là rồi, thế nó mới vui mọi người. Em chờ đến cái ngày đấy. Úi rồi ôi là rồi, không còn lâu đâu gái ơi nha. Cuối clip rồi, bye bye cái tình yêu, bye bye. Chúc cô con dâu của cô Loan một ngày tới đây không xa, lên đường bình an. À vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn, cũng cùng nghe chị Hồng chia sẻ về câu chuyện bà Loan như nào và ra sao đúng không ạ? Cô chú anh chị và các bạn đừng nên bỏ lỡ ấn nút like và đăng ký để mình nắm bắt được thông tin sớm nhất trên hàng ngày. Sau đây em xin phép xuống video, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn để video tiếp theo lần sau ạ. Xin hết ạ.